Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. À, chúng mình đến cái số hỏi đáp thứ 16 rồi nhỉ? 16. Đi theo một cái câu chuyện nó nhiều, nhiều số mà anh mình nói rồi. Đó là liên quan đến vấn đề CPU này, CPU A, B, C có nóng hay không này. Xong làm nào để khắc phục lỗi của CPU. Mà mới gần đây em đã đọc được một thông tin rằng là bây giờ chúng ta có CPU 13 rồi, mà dòng CPU thứ 12 lại bảo bị nóng. Thế 12 mà nóng lên 13 sẽ như nào? Cái câu chuyện đấy nó sẽ khá là thú vị đấy. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta sẽ vào câu hỏi đầu tiên của bạn Trần Thiên. Đó là em đang dùng bo mạch chủ Z690 Hero và Intel Core i9 13900K, nhưng mà gặp lỗi sự cố không nhận EDM2 và giảm xung nhịp của CPU. Vậy thì giải pháp khắc phục là gì? Thực ra thì cái này là cái câu chuyện là cũng là rất là hay. Như anh nói rồi, ở các cái phiên bản BIOS đầu tiên ấy, một số nhà sản xuất đang còn chưa tối ưu lại cũng Z690 Hero, và một số diễn đàn cũng có nói là không nhận những xung nhịp, gọi là xung nhịp Eco với Beko nó không chạy lót thì 100%. Thì câu chuyện này đơn giản là do liên quan đến khi chúng ta update BIOS, nhưng mà cái phiên bản firmware ME đấy, Asus không như ASRock hay MSI, như ASRock MSI khi update phiên bản BIOS thì nó đồng thời nó cũng update luôn cái phiên bản ME cho mình. Thì cái này là do cái tính năng hoạt động về cái phiên bản flash BIOS của mỗi hãng thì nó sẽ có từng cách thức khác nhau. Thì đối với quay lại câu chuyện là Z690 Hero, khi chúng ta update BIOS lên thì chạy 13900K, nhưng mà chúng ta không update cái phiên bản ME mới, và cái phiên bản ME mới là phiên bản mà để chúng ta giúp hoàn thiện cái độ ổn định cũng như hiệu năng của sản phẩm. Và khi mà cái câu chuyện là Z690 Hero này khi mà update cái phiên bản ME mới chạy và sau đó quay trở lại thì nhận được luôn cả SDM2 lẫn là cái xung nhịp nhân CPU, nó sẽ cho nên là hiệu năng nó tốt hơn và ổn định hơn. Thì mình khuyên các bạn là khi các bạn update BIOS mới cho mainboard Asus thì các bạn cũng chú ý cái phần mục là Intel ME microcode để mà các bạn tải về và các bạn update firmware của nó để mà độ ổn định cao hơn. Và chúng ta sẽ sang câu hỏi tiếp theo của bạn Nam Quân. Em đang dùng bo mạch chủ B660 Steel Legion và Ryzen 9 7900X. Tuy nhiên thì nhiệt độ khi mà sử dụng thì cứ tăng lên 95 độ C. Vậy thì có cách nào để giảm nhiệt độ hay không? Thì câu chuyện này lại là quay trở lại lúc mà thời điểm Ryzen mới ra mắt 7900X ấy. Thì khi mà anh làm review thì anh chúng mình cũng có clip rồi. Thì làm bất kỳ tác vụ nào nó cũng nhảy lên 95 độ C. Thì câu chuyện này nó là liên quan đến kiến trúc và cái BIOS và lúc thời điểm đấy. Tuy nhiên để sau này để mà hỗ trợ cho các nhà cho người dùng được tốt hơn thì AMD đã hỗ trợ cái phiên bản vi mã Agesa mới cũng như là kết hợp với các nhà sản xuất bo mạch chủ đưa ra các phiên bản BIOS mới. Thì trong cái trường hợp của bạn thì lại là chúng ta sẽ dùng cái phiên bản BIOS mới, sau đó sẽ vào mục reset, nó sẽ có một mục trong cái BIOS tùy chỉnh cái giá trị BPU enable hoặc là auto hoặc là cái TZMAX 85 độ trừ đi 20-10V. Thì thường các bạn nếu mà không CPU gọi là không biết cách làm ấy, thì chúng ta cứ đặt vào cái BPU và 85 độ là ok. Thì sau này khi mà các bạn chạy ấy, bớt bất kỳ ứng dụng nào nó cũng chỉ đến 85 độ thôi. Và trong cái buổi mà workshop em đi tối ưu hóa cái hệ thống em đi bằng series do anh phát tổ chức ở Skyline trước đấy, thì cái buổi trình diễn ấy của anh Lê Duy Thanh anh cũng có nói về vấn đề này. Và như mình nói thì nếu mà đúng theo chuẩn ấy, thì các bạn chọn là BPU TZMAX trừ đi 20mV Cover Optimize ấy, thì là nó sẽ vừa giảm điện năng tiêu thụ lại vừa mát. Với câu hỏi số 3 của bạn là Trần Linh thì đây là một cái câu nó sẽ cung cấp điện dành cho CPU. Là về nguồn thì anh đánh giá sao về thương hiệu nguồn Zetec? Em thấy một số những mẫu nguồn của đơn vị này trông khá là hay ho mà không biết chất lượng như thế nào ạ. Ra câu hỏi này khá hay nhá. Anh cũng nhận được nhiều cái câu hỏi đáp của các bạn thì các anh ơi thương hiệu nguồn nào nó tốt rồi nên dùng nguồn cho công suất nào, và trong các cái hỏi đáp ấy thì chúng ta cũng đều nhận được những cái câu hỏi như vậy. Thì bản thân trên blog cá nhân của anh có những cái bài viết phân gọi là hướng dẫn cho new buy về cái bộ nguồn phiên bản 2.0 ấy, trong đó tổng hợp về toàn bộ các kiến thức về bộ nguồn. Thì quay trở lại câu chuyện đấy thì cái câu chuyện về Zetec là một cái thương hiệu sản phẩm của Hetronic, và Hetronic là một cái đơn vị được thành lập từ năm 1989 tại Việt Nam, và cái sản phẩm Zetec trải qua khoảng 32 năm hình thành và phát triển đấy. Thì trước đây là Zetec là một cái thương hiệu mà được đánh giá nhé, được nhiều người dùng xem rằng là thương hiệu chỉ sản xuất những các cái sản phẩm nguồn no name thôi. Tuy nhiên là trong những năm gần đây, khoảng 5 đến 7 năm gần đây thì Hetronic đã hợp tác với lại cái nhiều nhà sản xuất có tiếng trên thế giới như EVGA, Superflower, Highpower, Thursatec để mà sản xuất các cái bộ nguồn. Ngoài OEM ra thì cũng được hỗ trợ với công nghệ di chuyển.
đấy mà sản xuất các cái bộ nguồn chất lượng. Thì trong khuôn khổ ngày hôm nay thì mình cũng giới thiệu cho các bạn một cái dòng sản phẩm dòng cao cấp, nguồn cao cấp của Zetech, để cho mọi người biết rằng là cái sản phẩm nguồn Zetech vốn gì chỉ sản xuất nguồn no name mà nó là thành gì bán rồi. Dưới chân mình đây, đây là một cái bộ nguồn 80 plus gold mà mình cũng sẽ làm review trên kênh Alphard này cho các bạn xem. Thì cái bộ nguồn này có chất lượng rất là cao, bảo hành 10 năm. Tuy nhiên là có một cái điều mà mình không thích, đó là cái thiết kế cái vỏ, cái nhãn hàng của Zetech trông nó cũng hơi nó phèn thì không đúng, nhưng mà nó trông nó over design, nó hơi kém. Mới tốt nghiệp xong cấp 3 thì ấy, nó hơi thật, nhưng mà so với các nhãn hàng khác ấy, thì ví dụ như cái cách thiết kế của các nhãn hàng như Color Master, Super Flower, Ceramic ấy, thì họ thiết kế bao bì và cái nhãn tem rất là hợp mắt. Còn về chất lượng bên trong thì đúng là khi mình mổ ra, mình xem xét thì phải công nhận nó là không kém gì các cái bộ nguồn chất lượng của thương hiệu từ các hãng mà mình vừa kể trên. Thì nếu các bạn quan tâm đến thương hiệu Việt và cũng muốn ủng hộ hàng Việt và muốn một cái sản phẩm có chất lượng, thì Zetech cũng có những cái dòng sản phẩm mà mình nghĩ rằng là, và trong thực tế test bằng các hệ thống tải giá thì nó cũng không thể kém cạnh với các cái bộ nguồn cùng phân khúc đến từ các cái thương hiệu khác. Dạ, trông khá thú vị chứ. Trong bây giờ một bộ nguồn để trong hộp Lock and Lock, và mình đã có xem qua rồi thì tất nhiên thì nguồn nào thì trông nó cũng, kích thước nó cũng giống nhau thôi. Nguồn dùng cho bộ PC thì là kích thước ATX, nhưng mà nó sẽ có những điểm thú vị mà mình nghĩ là anh Tiến sẽ giới thiệu cho anh em ở trong video tiếp theo, review chi tiết bộ nguồn này, và anh em sẽ thấy được là cái khác biệt so với những cái bộ nguồn hiện tại có trên thị trường mình nhìn rồi. Nhưng một chút nữa thì video khác nhỉ. Với câu hỏi thứ tư là anh giúp em con CPU Intel Core i5 12600K với bo mạch chủ là B660M TOF D4 tản SE26XT có gắn thêm ngàm chống cong, đang dùng BIOS 1612 thì có cần tinh chỉnh gì không ạ? Thực ra thì câu hỏi này mình không cần tinh chỉnh gì nữa, các bạn không nắm được cái về kiến thức hệ thống. Đúng là chuẩn nhất, nhanh nhất là các bạn mua, gọi là lấy một cái USB, tải file USB về định dạng FAT32 và BIOS chạy cái EZ Flash 3 Tool ấy, xong đấy cho nó tìm đến cái file BIOS và để nó chạy. Thì cái phiên bản BIOS mới nhất là 2014 của B660 TUF D4 thì nó tối ưu hóa điện năng cho vì xử lý Intel Gen 12 khá là nhiều. Thì qua thử nghiệm của anh ấy, thì trước đây anh thử nghiệm cho bộ PC card cách đây khoảng gần 1 tháng với update khi mà cái bản phiên bản BIOS mới ra, thì cái điện năng tiêu thụ của 12600K khi mà anh chạy với lại con B660M TUF D4 này thì nó rơi vào khoảng 108W R23, tức là nó khá là ăn ít điện. Cũng có thể là do con CPU của anh nó tốt hơn xíu. Tuy nhiên thì so sánh với lại cái thời điểm mà các phiên bản BIOS cũ mới ra mắt ấy, thì 12600K đã giảm được khá điện năng tiêu thụ khi trên các cái bộ mạch chủ sử dụng các cái phiên bản BIOS mới nhất. Thì trong trường hợp này thì cứ update BIOS và trải nghiệm lại xem cái điện năng tiêu thụ nó có khác nhau không là biết. Và mình chắc chắn là nó sẽ giảm đấy. Nói chung bạn này cũng bó cẩn nữa, dùng cái i5 Gen 12 mà nó cũng khá mát rồi, xong thêm cả ngàm chống cong nữa. Được, đầu tư vậy là tốt đấy. Chuyển sang câu hỏi số 5 của bạn Oppo. Bạn đang cần tư vấn về mua nguồn. Hiện tại bạn đang sử dụng một bộ nguồn Iron Cool RGB 550W. Bộ nguồn này chỉ có một dây 4+4 dành cho CPU và một dây 6+2 dành cho VGA, tức là dây 2 dây dành cho CPU và VGA. Thì giá mềm bạn đang sử dụng là B550 Steel Region với một đầu 8 và một đầu 4, và CPU đang sử dụng là CPU AMD Ryzen 5 5600MX và cả đồ họa là RX 5600XT. Thì mình có nên mua dây chuyển hai bạn ý là bạn hỏi là những cái dây chuyển đổi VGA, ta chuyển đổi VGA dành cho CPU và nó có ổn định không, nó có ổn định và cung cấp đủ điện hay là không. Mình thấy rằng là bạn không cần phải mua đầu cấp nguồn chuyển dây CPU ra, vì 8 pin EBS 12V đã quá thoải mái cho việc, kể cả ngay khi bạn chạy với 5950X thì vẫn thoải mái luôn. Cho nên cái việc mà bạn dùng thêm đầu chuyển để thêm một đầu tấp 4 pin thì nó không giải quyết vấn đề gì. Còn nếu mà bạn cái nguồn này chỉ có một đầu 6+2 pin thì bạn cũng phải mua một cái đầu, một cái chuyển đổi từ Molex ra 6+2 hoặc 8 pin đấy, để mà cắm VGA có hai đầu 8 pin trở lên. Tuy nhiên thì trong trường hợp này nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là sụt áp trên dây dẫn. Tức là ví dụ thay vì 10 đường 12V nó sẽ là 12,1 chẳng hạn, thì nó sẽ lùi về khoảng 11,9, ví dụ thế, gọi là hiện tượng sụt áp trên dây dẫn như vậy. Và đối với bộ nguồn mà có chất lượng không tốt thì cái hiện tượng sụt áp trên dây dẫn này nó sẽ xảy ra nhiều. Do đó đối với cái con nguồn mà trong cái bài viết câu hỏi của bạn ấy, thì mình nghĩ rằng là với cái cấu hình 5600XT thì nó vẫn chạy được với cái nhu cầu cơ bản. Tuy nhiên nếu bạn chạy liên tục lâu dài thì mình khuyến nghị bạn nên lên nguồn tốt hơn.
thì bản chất là cái bộ nguồn mà bạn nói là cái mức nó cũng chỉ là mức gần trung bình thôi. Đó, đấy cũng là một giải pháp mà mình nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn để chúng ta thể sử dụng lâu dài, bởi vì là có nhiều những bạn mà sử dụng AMD ấy, cái câu chuyện đó chỉ là có thể là xuất phát từ cá nhân mình nhưng sẽ lỗi để bảo là do AMD nên lỗi. Nó khá là nhạy cảm. À, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của bạn tên rất giống mình, họ giống mình luôn, bạn Nam Trần. Em xem clip review tản nhiệt dành cho Intel Gen 13 của một số bên thì họ nói rằng là Gen 13 như 13900K phải sử dụng tản nhiệt nước custom rồi. Rồi là quạt mấy quạt các kiểu là phải dùng AK rồi AK 120 độ ồn thì có đúng không? Thực ra thì cái câu chuyện này nó giống như cái câu chuyện mà trong cái buổi workshop tối ưu tiềm năng của Intel Gen 13 vừa mới diễn ra cách đây 13 ngày 13 tháng 11. Thì trong cái buổi đấy là có trên kênh An Phát phát lại buổi live stream ấy. Thì mình và anh Lê Duy Thanh đã nói rất nhiều về vấn đề này. Câu chuyện ở đây là do các bạn dùng các phiên bản BIOS đầu tiên mình nó nhồi vít thì nó ăn rất là nóng và điện. Thì thậm chí kể cả ngay khi các bạn chưa lên tản custom chưa chắc đã giải quyết được vấn đề đấy. Ở cái câu chuyện này quay trở lại thì cái review mà các bạn đang xem ấy, theo như mình thấy được là nó không đáng để xem vì cái người review họ không nắm được đặc tả kỹ thuật. Chẳng hạn như cách mà lắp đặt, cấu hình hệ thống, môi trường test, nhiệt độ test, rồi rất nhiều thứ khác nó sẽ ảnh hưởng đến kết quả của mối tán nhiệt. Do đó, cái việc mà review mà không đưa ra được cái môi trường tham chiếu, không đưa ra cấu hình test, không đưa ra được những cái hình ảnh trực quan như sâu điểm bên mắt hay là sâu điểm nhiệt độ thì thường là nó sẽ không đáng tin. Cái thứ hai nữa là gì? Nếu tản khí thì mình có thể cáp kèo luôn với những cái bạn làm review ở các kênh đấy, tiền triệu, mấy chục triệu cũng chơi. Là mình dùng một con tản khí tầm trung thôi, tầm 1 triệu 1 triệu 1 như ví dụ 207 hoặc là AG620, tầm khoảng 1 triệu xíu các bạn lẻ ở An Phát nhé. Vẫn chạy full hiệu năng của 13900K và mức nhiệt độ chỉ khoảng 90 đến 92 độ, 91 độ. Và ăn điện cực kỳ thấp, trong môi trường nhiệt độ phòng tầm 27 đến 29 độ. Mình cam đoan là nhiệt độ gọi là còn cao, thậm chí là cái mình tối ưu nhá, nó sẽ còn cao hơn so với các bạn đấy default ở 300W hoặc 320W. Do đó cái kết luận rằng là phải như thế này như thế kia thì hơi vội vàng. Và mình cũng đã là người review con AK620. Tản của AK620 khá là tốt. Nó chỉ có nhược điểm đó là thiếu RGB. Và cái quạt của AK620 cũng khá là êm khi tải nặng, chứ không hề tỏa ra ồn ào như một số cái loại quạt khác nhé. Các bạn không tin cứ vào BIOS bật full speed lên, êm ru. Nó êm ru nó hơi quá ấy, mà thực sự số mức độ tải nặng và số nhiều loại quạt trên thị trường ấy thì hoàn toàn là êm. Và khi các bạn đóng gối gây kín lại thì các bạn không cảm nhận được quá nhiều về những, trừ khi là hoạt động trong môi trường tĩnh lặng. Do đó cái cách mà các bạn review nó chưa chính xác. Ngoài ra thì nếu đúng chuẩn ra để mà review tán nhiệt ấy, thì các bạn nên giới hạn trần power limit. Vì khi mà các bạn để nó vượt quá mức 100 độ chạm ngưỡng TG max thì tán nhiệt nào như tán nhiệt nào. Vì nó vượt qua mức power limit lên cao thì chạm ngưỡng TG max thì tán nào cũng chạm đến 100 độ mà. Thì làm sao nhận ra được hiệu quả của tán nhiệt được. Thì các bạn hãy để một môi trường là đúng chuẩn như là 26 độ trên bên table cùng kêu tán, cùng bô mạch chủ thiết gọi cùng chỉnh LLC phù hợp. Rồi cái gì nữa? Chỉnh power limit phù hợp. Và sau đó chúng ta mới kiểm tra được ở mức cái độ khi cái độ không tải mà chế độ tải nặng thì mới rút ra là kết luận là tán nào hơn tán nào. Do đó thì mình có lời khuyên các bạn là gì? Nếu những cái kênh mà họ show được cho các bạn cái hình ảnh Cyanobend này, CPU-Z này, Hardwire Info này hoặc Hardwire Monitor, cái phần CPU wattage thì và nhiệt độ thì nó sẽ đáng tin hơn là cái việc mà các bạn kẻ biểu đồ. Kẻ biểu đồ là rất dễ fake, nó không đáng tin. Và nhiều khi họ test nó không thực tế lắm, không ví dụ như kiểu là về phần nhiệt độ chẳng hạn thì cái yếu tố benchmark này với cái thực tế sử dụng đôi khi cũng sẽ khác nhau, ví dụ với một benchmark như CNBenchmark 23 cũng khá là sát với thực tế. Còn một số những cái mà mọi người thì trước hay test một Prime 95 thì Prime 95 ngày xưa CPU nó không nhiều nhân lắm và test nó cũng khá là thoải mái, nhưng bây giờ với một mẫu CPU nhiều nhân mà mọi người cứ bật Prime 95 này xong cộng theo việc vào đó là cứ thả điện ra thì CPU nó đẩy lên khoảng chừng 300, hơn 300W thì các bạn có để cái tản nhiệt nào trong nữa thì nó cũng hiển thị 100 độ thôi. Nó 100 độ không đúng, nhưng mà để mà loại tốt trên thị trường nếu mà cứ để tầm 320, 340W hoặc 350 ấy thì nó cũng chạm ngưỡng lên 95, 97, thậm chí 100 độ, mà lúc đấy thì chúng ta không thấy không được cái gì nào cả. Được.
hiệu năng lại, lúc ấy lại bảo là những cái mẫu tản nhiệt đấy trên thị trường nó không phù hợp dành cho Cebu. Thế thành ra là tại sao những hãng sản xuất đấy họ mang đến những cái tản nhiệt dành cho mình? Rồi các mô mạch chú nó khác nhau, nó đẩy vít lên cao thì rõ ràng là so sánh nó sẽ khác nhau. Và nếu anh em nào có bất kỳ một câu hỏi nào liên quan đến cái kỹ thuật này, hoặc là anh em đang cần tư vấn một cái cấu hình chẳng hạn dành cho nhu cầu ABCXYZ thì hoàn toàn có thể để lại những cái comment ở trên fanpage này, hoặc là vào những cái group như Tech & PC, và ngay dưới mục bình luận video thì chúng mình sẽ giải đáp được cho anh em. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.